Dạ, Di Đà xin mời chị Từ Mẫn tụng bài kinh Thỉnh Pháp Sư. Dạ mô Phật, một lần nữa chúng con kính đảnh lễ sư Huy Niệm, sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, sa di ni Khê Ma và quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, sau đây con xin tụng bài kinh Thỉnh Pháp Sư. Brahmacaloka dipati sahampati katanchali andiwarang ayakatha santi dasarta paracakacatika desetu dhammang anukampimang pacang sattamabering winayan cakayang suttan cabandam abidam macang ma ako tayanto chatusak babo Daneye Parisa Yamakche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ pháp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vạn toàn. Dạ, chúng con xin kính thỉnh sư Hy Niệm giảng giải cho chúng con bài học tối hôm nay. Dạ, con xin phép xuống mic. Dạ, kính thưa lễ Chư Tôn Đức Tăng, thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi theo thêm tiếp phần tiếp theo của đoạn từ đoạn 20 đến đoạn 27. Trong phần này bắt đầu đã tiến sang lĩnh vực của việc đề cập đến sự việc xuất gia của cậu bé Nagasena. Và hôm nay không biết rằng trong lớp của chúng ta quý vị có vị Phật tử nào có chuẩn bị để mà đọc bài hay không? Cô Nguyên Như nè, cô Nguyên Trang nè. À, sư không thấy cô Nguyên Trang. À, cô Nguyên Như hoặc cô Nguyên Trang. Nếu như hôm nay quý vị chúng ta chưa có chuẩn bị thì vậy thì hôm nay sư sẽ đọc bài, xong sau đó sư sẽ giảng
Ở bên đó hôm nay quý vị có nghe rõ hay không? Bởi vì sư không thấy quý vị hồi đáp. À, rồi sư mời cô Thi gì đó. Con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng và đại công. Con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lãnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lãnh lễ sư Quy Niệm. Con kính lễ cô Khê Ma và con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc đọc bài. Dạ, con đọc hơi chậm nha, con vừa đọc con vừa bóp. Khi ấy đứa bé trai Nagasena đã cầm lấy bình bát từ tay của đại đức Rohana rồi hướng dẫn đi vào nhà. Sau đó đã tự tay làm hài lòng và tỏ ý đại đức Rohana với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đặt Rohana đã thọ thực xong, bàn tay đã rời cái bình bát, cậu bé đã nói điều này: thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi. Vị trưởng lão nói rằng: này cậu bé, khi nào con không còn vướng bận và tiếp tục được cha mẹ cho phép, rồi phát vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến khi ấy ta sẽ ban cho. Sau đó đứa bé trai Nagasena đã đi đến gặp mẹ cha và nói rằng: thưa mẹ cha, vị xuất gia này đã nói rằng ta biết chú thuật hạng nhất thế gian ở thế gian, nhưng ông không ban cho kẻ không xuất gia. Trong sự chứng minh của mình, con sẽ xuất gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy. Khi ấy, mẹ cha của đứa bé nghĩ rằng hãy để cho con trai của chúng ta cũng xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rồi hãy quay trở về, và đã cho phép rằng: này con, hãy học đi. Sau đó đại đức Rohana đã dẫn đứa bé trai Nagasena đi đến chú xứ Wataniya, rồi quy dân phá quá thú. Sau khi đi đến chú xứ phá quá thú đã ngủ lại một đêm, rồi đi đến cao nguyên Rakhita. Sau khi đi đến đã cho đứa bé trai Nagasena xuất gia giữa 100 cô tí vị A La Hán. Dạ xin hỏi con đọc con khỏi bớt bài được không ạ? Và khi đã được xuất gia, đại đức Nagasena đã nói với đại đức Rohana điều này: bạch ngài, hình tướng của ngài con đã đạt được, bây giờ xin ngài hãy ban chú thuật cho con. Khi ấy đại đức Rohana đã suy nghĩ rằng ta nên hướng dẫn Nagasena cái gì trước, kinh hay vi diệu pháp, rồi đã hướng dẫn vi diệu pháp trước, nghĩ rằng Nagasena này quả là sáng trí, có thể học vi diệu pháp một cách thoải mái. Và đại đức Nagasena chỉ với một lần đọc đã rành rẽ tất cả tạng vi diệu pháp ấy, tức là bộ
Dhammasangani, pháp tụ gồm có ba nhóm. Nhóm 2 như là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, bộ Vipanga phân tích gồm có 18 phương, 18 chương phân tích. Khởi đầu là chương phân tích về uẩn, bộ Tha-tu-kha-tha, chất ngữ, đã phân loại thành 14 phần. Khởi đầu là phần yếu hiệp bất yếu hiệp. Bộ Phúc-gá-lá-panh-nhá-tí, nhân chế định, được phân loại thành 6 phần. Khởi đầu là phần uẩn chế định, xứ chế định. Bộ cá tha quá thú, ngữ tâm loại sau khi tổng hợp 1.000 bài giảng, 500 bài giảng về học thuyết của phái Huỳnh, 500 bài giảng về học thuyết của phái khác. Bộ da mắt cá sông đói, được phân loại thành 10 phần. Khởi đầu là phần căn sông, uẩn sông. Bộ bát tha ná, vị trí, được phân loại thành 24 phần. Khởi đầu là phần nhân duyên, cảnh duyên. Đại đức Nagasena đã nói rằng: Bạch Ngài, xin hãy dừng lại, chớ giảng thêm nữa. Con sẽ đọc chỉ với chừng này. Sau đó, đại đức Nagasena đã đi đến gặp 100 cô tí. Vị A-la-hán sau khi đi đến đã nói với 100 cô tí vị A-la-hán điều này: Bạch Ngài, sau khi xếp vào trong ba câu này là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, con sẽ giảng chi tiết toàn bộ tạng vi diệu pháp. Nagasena, lành thay, con hãy giảng. 22. Khi ấy, đại đức Nagasena đã giảng chi tiết 7 bộ sách trong 7 tháng. Đất đã gầm lên, chư thiên đã ban lời tán thưởng. Lành thay, các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạn đà la của cõi trời đã đổ mưa. Sau đó, khi đại đức Nagasena được tròn đủ 20 tuổi, 100 cô tí vị A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakhita. Và khi đã được tu lên bậc trên, đại đức Nagasena vào cuối đêm ấy, lúc rạng đông, đã quấn y trùm y, rồi cầm bình bát và y, sau khi cùng với vị thầy tế độ đi vào làng để khuất phục, đã sanh khởi ý nghĩ suy tầm như vậy: Thầy tế độ của ta quả là rỗng không, thầy tế độ của ta quả là ngu dốt. Ông đã bỏ qua phần còn lại về lời dạy của Đức Phật và đã hướng dẫn ta vi diệu pháp trước. 23. Khi ấy, đại đức Rohana sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đại đức Nagasena đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con đã suy tầm về ý nghĩ suy tầm không đúng đắn. Này Nagasena, hơn nữa điều này quả là không đúng đắn đối với con. Khi ấy, đại đức Nagasena đã khởi ý điều này: Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Thầy tế độ của ta đã biết được ý nghĩ suy tầm bằng tâm. Thế độ của ta quả là sáng trí. Hay là ta nên xin Ngài thứ lỗi. Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói với đại đức Rohana điều này: Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con sẽ không suy tầm như thế nữa. Khi ấy, đại đức Rohana đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, chỉ với chừng ấy thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này Nagasena, có thành phố tên là Sagala. Nơi ấy có đức vua tên Nilinda cai trị vương quốc. Ông ta hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Nếu con đi đến nơi đó cải hóa
và tạo niềm tin cho Đức Vua ấy. Được vậy thì ta sẽ tha thứ, sẽ thứ lỗi cho con. 24. Đại Đức Nagasena đã nói rằng: Bạch Ngài, xin hãy để yên một vua Milinda. Bạch Ngài, nếu tất cả các đức vua ở cõi Jambudvipa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con. Khi được trả lời, ta không thứ lỗi, thì đã nói rằng: Bạch Ngài, như thế thì 3 tháng này, con sẽ sống nương nhờ vào vị nào? Này Nagasena, Đại Đức Asagutta, này cư ngụ tại trú xứ Quataniya. Này Nagasena, con hãy đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến, hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đại Đức Asagutta với lời hỏi thăm của ta, và con hãy nói với vị ấy như vậy: Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Ngài và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Thầy tế độ của con đã gửi con đến sống hầu cận Ngài trong 3 tháng. 25. Và khi được hỏi thầy tế độ của con là vị nào, thì con nên đáp rằng: Bạch Ngài, gọi là trưởng lão Rohana. Khi được hỏi ta đây tên gì, thì con nên đáp rằng: Bạch Ngài, thầy tế độ của con biết tên của Ngài. Bạch Ngài, xin vâng. Và Đại Đức Nagasena, sau khi đảnh lễ Đại Đức Rohana, đã hướng vai phải chú quanh rồi cầm bình bát và y, trong khi từng tự du hành, đã đi đến trú xứ Quataniya, nơi Đại Đức Asagutta, sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta, rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Ngài. Và người dặn dò như vậy: Người hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Bạch Ngài, thầy tế độ của con đã gửi con đến hầu cận Ngài trong 3 tháng. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này: Con tên gì? Bạch Ngài, con tên Nagasena. Thầy tế độ của con tên gì? Bạch Ngài, thầy tế độ của con gọi là trưởng lão Rohana. Ta đây tên gì? Bạch Ngài, thầy tế độ của con biết tên của Ngài. Này Nagasena, tốt lắm, hãy đem cất bình bát và y. Bạch Ngài, lành thay, rồi đã đem cất bình bát và y. Rồi vào ngày kế tiếp, đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tăm xỉa răng. Vị trưởng lão đã quét lại chỗ đã được quét, đã đổ đi nước ấy rồi đem lại nước khác, và đã dời đi gỗ chà răng ấy rồi lấy gỗ chà răng khác. Ngài đã không trao đổi chuyện trò. Sau khi đã làm như vậy 7 ngày, vào ngày thứ 7, Ngài đã hỏi lần nữa. Khi được Đại Đức Nagasena trả lời y như thế, Ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa. 26. Vào lúc bấy giờ, có một đại tín nữ đã hộ độ Đại Đức Asagutta vào thời hạn 30 năm. Khi ấy, vào cuối thời điểm 3 tháng, đại tín nữ ấy đã đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Bạch sư, có vị tỳ khưu nào khác hầu cận sư không? Này đại tín nữ, có vị tỳ khưu tên Nagasena hầu cận chúng tôi. Bạch sư, Asagutta thế thì xin sư cùng với vị Nagasena hãy nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai. Đại đức Asagutta đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó vào cuối đêm ấy, lúc rạng đông,
Đại đức Asagutta đã quấn y Trầm y rồi cầm bình bát, và y cùng với đại đức Nagasena là vị sa môn hầu cận đã đi đến tư gia của người đại tín nữ. Sau khi đi đến, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. Khi ấy, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và tỏi ý đại đức Asagutta và đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm. Sau đó, khi đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Đại đức Asagutta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con hãy nói lời tùy hỷ với người đại tín nữ. Nói xong, điều ấy đã rời chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 27. Sau khi người đại tín nữ ấy đã nói với đại đức Nagasena điều này: Bạch sư Nagasena, tôi đã lớn tuổi, hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài pháp thâm thúy. Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy với bài giảng vi diệu pháp thâm thúy vượt trên thế gian liên quan đến không tánh. Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã khởi lên, đã sanh khởi đến người đại tín nữ ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại. Còn đại đức Nagasena, sau khi nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi suy xét lại pháp do mình thuyết giảng, đã khởi sự việc minh sát. Và trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi ấy, đã thành tựu quả nhập luôn. Khi ấy, đại đức Asagutta ngồi ở ngôi nhà tròn, sau khi biết được việc đạt thành pháp nhãn của cả hai người đã thốt lời tán thưởng rằng: lành thay, này Nagasena, với một phát bắn mũi tên mà hai thân thể to lớn đã bị vỡ tung. Và nhiều ngàn chư thiên đã thốt lời tán thưởng, lành thay. Dạ, con đã đọc xong đoạn 27. Dạ, con kính mời sư Linh thuyết giảng bài học. Sa thủ. À, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa mới được nghe phần chánh văn diễn tiến sự việc từ đoạn số 20 tới đoạn số 27, đề cập đến việc chính thức bước vào ngôi nhà giáo pháp xuất gia của cậu bé Nagasena. Và bây giờ thì sư sẽ trình bày cho quý vị một vài những vấn đề ở trong bài học hôm nay chúng ta vừa được nghe. Trước hết, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của giáo pháp có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, ở trong phần này chúng ta có ba điểm có ba điểm mà chúng ta cần phải thảo luận. Thứ nhất là việc xuất gia, việc xuất gia. Thì theo như trong luật đó, thưa quý vị, việc xuất gia phải được cha mẹ cho phép, phải được cha mẹ cho phép. Cho nên sự việc này xuất khởi do bởi từ duyên cớ là chính thái tử Rahula, chính thái tử Rahula đã là cái nhân duyên để Đức Phật ngài ngài
Ngài quy định cái điều học cho các vị tỳ khưu. Bởi vì lúc đó Thái tử Rau Lá đã được xuất gia, nhưng mà điều việc đó đã làm cho vua Tịnh Phạn rất là buồn, rất là buồn. Nhất là vị ấy nghĩ rằng ngay chính bản thân của Đức Thế Tôn lúc mà còn là cư sĩ còn đã tự động bỏ nhà đi xuất gia rồi, bây giờ lại còn về rinh luôn cả đứa cháu đứa cháu nội nữa. Cho nên cái việc coi như là tiếp nối ở trong hoàng tộc đó, nó có vấn đề. Và cũng như tình thân quyến mà, cho nên Đức Vua Thịnh Phạn lúc bây giờ đã đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn bằng cái lời nhắc khéo, nhờ lời nhắc khéo rằng sau này để cho nó phù hợp thì những việc xuất gia nên được cha mẹ cho phép, và lời yêu cầu đó đã được Đức Phật Ngài ưng thuận. Cho nên chúng ta thấy rằng việc đó đã được duy trì sau này theo cách thức của Chiêu Tăng hành xử khi cho người xuất gia đến tận ngày hôm nay. Và chính yếu tố đó cũng là một câu hỏi, cũng là một câu hỏi ở trong phần xuất gia, nhất là về cái nghi thức xuất gia tỳ khưu đó, thưa quý vị. Có một cái câu hỏi về những pháp chướng ngại, và trong đó có câu hỏi rằng ngươi có được cha mẹ cho phép hay chưa, ngươi được cha mẹ cho phép hay chưa. Đó là như vậy. Rồi, sau khi đã được xuất gia dưới sự chứng minh của các vị tỳ khu ở cao nguyên Rakhita, thế rồi cậu bé Saji, vị Saji Nagasena lúc đó đã được học do thầy Thế Độ là ngài Rohana. Ngài đã thấy cái nhân duyên về trí tuệ của vị này với giáo pháp, và nhất là trí tuệ của vị ấy rất là mạnh. Bởi vậy ngài đã dạy cho vị ấy về bộ diệu pháp, bộ diệu pháp. Thì thưa quý vị, xin nói một chút về vấn đề này. Thực ra thông thường sau này cái cách chúng ta Chư Tăng hướng dẫn cho những người tại gia cư sĩ thì theo như sư thấy nó có, nếu như mà mình để ý cái việc này thì nó cũng sẽ có lợi ích cho cái việc chúng ta giảng dạy. Ở bên Miến Điện sư quan sát, sư thấy rằng đa phần một số nơi các vị ấy dạy theo tuần tự. Thứ nhất là luật tạng, thứ hai là đến, và cuối cùng là vi diệu tạng. Đây là trường hợp phổ thông. Cho nên chính vì thế mà đối với sư, khi mà bản thân nhận định về cái phương thức để mà hướng dẫn cho những người tại gia cư sĩ, thì sư thấy rằng việc mình học theo tuần tự nó có lợi ích, bởi vì tại sao? Bởi vì cái cách thức đó nó là cái cách thức phổ thông nhất cho tất cả những đối tượng, và nhất là những vị vừa mới tiếp cận đối với Phật giáo Nguyên Thủy và muốn trở thành một người cận sự nam, một người cận sự nữ, thì việc đầu tiên mình cần phải học hỏi đó chính là những cái nguyên tắc, cái nguyên tắc sống của bản thân một người cư sĩ như thế nào cho nó phù hợp, cho nó chân chánh về phần giới hạnh, và kể cả việc học hỏi về giới luật của bậc xuất gia. Điều này sở dĩ có lợi ích là do, thưa quý vị, bây giờ mình khoan nói đến vấn đề tu tập và những ý nghĩa sâu sắc khác.
chúng ta giao tiếp với nhau đi cứ trên cái lối hành xử với nhau, cho nên mình phải học về cái nguyên tắc. Cái đó thì thấy nó rất là thiết thực, cái đó thì thấy rất là thiết thực. Sư phụ của sư hay nói một cái câu, hay nói một cái câu dành cho một số những người mà đến, người ta mong mỏi khi nghe tán thán nói về ở trong Phật giáo Nguyên Thủy mình có một cái giáo lý rất là sâu sắc và vi diệu, cho nên người ta muốn đến, người ta thường hay muốn học liền. Nhưng mà trong những trường hợp đó thì sư phụ của sư thông thường không phải ai cũng cũng nói như vậy, nhưng mà phần lớn là thầy sư hay nói một câu: thôi bây giờ mình khoan học đến cái đó đi, bây giờ trước mắt là mình học cái cách làm sao mà mình sống cho nó đúng mực của một người tại gia cư sĩ, cho nó sống một cách đàng hoàng trước, rồi những việc khác từ từ nó sẽ, những việc khác từ từ nó tính sau. Hả? Bởi vì thầy sư nói như vậy là ngài y cứ vào vấn đề là bây giờ chưa cần biết mình hiểu sâu hay là hiểu rộng như thế nào, hoặc là cái việc tu chứng của mình nó ra sao, mà nhìn vào những cái biểu hiện, cái cách cư xử của bản thân mình đối với mọi người xung quanh, đối với hội chúng tỳ khưu, và mình hiểu biết cách hành xử của các vị tỳ khưu, những gì được phép, những gì không được phép, để mình ứng xử cho nó phù hợp đối với cái đời sống, thì việc đó nhìn vào thôi, nhìn vào mới ban đầu thôi cũng là coi như là ok rồi, ok rồi, chưa cần phải nói đến coi như là tâm mình như thế nào hay ra sao. Vì lý do này sư thấy rằng cái việc dạy tuần tự nó rất là tốt đẹp. Tuy nhiên có một vài những trường hợp, nó dành cho những cái trường hợp ngoại lệ, đó chính là một vài những đối tượng nếu như mà xét thấy người ta đã có thể tự phần nào đã ý thức được những cái ý nghĩa phổ thông về cái cách sống, lối hành xử và nhận thức ở trong đời sống, cộng thêm cái trí tuệ của vị ấy mạnh á, thì đối với một vài những trường hợp ngoại lệ này, chúng ta có thể cho vị ấy học những cái giáo lý ở phần sau, thay vì phải bước vào cái sự tuần tự. Và ở đây chúng ta đã thấy việc đó đã được áp dụng với Sayi Naga, Sayi Nagasena. Thưa quý vị, giáo lý của ba phần kinh điển đó là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu, thì hồi xưa ngài Tịnh Sự ngài có đưa ra cái công dụng của mỗi lĩnh vực, bằng một cái ví dụ như thế này rất là hay. Nhưng mà mỗi pháp nó đều có cái tác dụng của nó. Tạng Kinh là để dụ người đến, Tạng Kinh là để dụ người đến, dẫn dụ. Tạng Luật là để cột trói người lại, và cuối cùng là Tạng Vi Diệu là giết chết luôn. Chúng ta nghe ví dụ này mình đừng có hiểu theo cái ý nghĩa bình thường thì nghe nó ghê gớm quá. Ý nghĩa này là như sau: bởi vì Tạng Kinh á nói về những cái trường hợp rất là đời thường, rất là phổ thông, cho nên đối với tất cả mọi mọi người nó rất là dễ dàng lắng nghe và nhận thức được, vì vậy dễ dàng gần gũi đối với Phật pháp. Đó, dẫn dụ là theo ý nghĩa đó. Còn Tạng Luật tại sao lại nói là cột trói? Bởi vì khi một người thiện nam tử đã chấp mình, đã chấp nhận trở thành một người cận sự nam đúng nghĩa, hoặc là một người cận sự nữ đúng mực, cũng như muốn trở thành một vị sa di hay một vị tỳ khưu,
thì cần phải có một số những cái điều học mà mình phải thực hành để ngăn ngừa bản thân mình, để trói cái thân hành, khẩu hành và ý hành sái quấy của bản thân mình lại. Đừng có cho nó làm chuyện lung tung lang tang, tầm bậy tầm bạ, y như lúc mà mình chưa có được học tập. Cái ý nghĩa cột trói là như thế. Ý nghĩa cột trói là như thế, ràng buộc tức là giới luật khép mình ở trong cái phạm vi. Và cái ý nghĩa của tạng diệu pháp là tại sao lại nói ngày ngày đưa ra một cái ví dụ là cái công năng của nó giống như là giết người chết. Sau khi đã khép mình vào quy củ, nếu như mà mình không tiếp tục học thêm phần còn lại thì có thể chúng ta sẽ bị vướng vào một số những cái loại phiền não lậu hoặc, chẳng hạn như ta hơn người, ta là người có giới hạnh cao quý hơn người khác, ta học và ta biết được những điều cao siêu hơn chẳng hạn, vân vân. Những giáo lý này là đúng, những giáo lý của ngoại giáo vân vân là không có đúng đắn, là tà kiến, là hư nguy, vân vân. Chúng ta có thể bị rơi vào trong cái tình trạng đó. Nhưng mà nếu mà một người mà học được cái ý nghĩa của tạng diệu pháp thì lúc bây giờ người đó sẽ nhận thức ra được nó có cái công dụng. Thật ra đây chỉ là một cái sự vận hành của các pháp hữu vi có trí tuệ, chứ không có người nào có trí tuệ hết. Có niềm tin, có sức mạnh của niềm tin, có sự thanh tịnh, nhưng mà không có ai ở đây thanh tịnh hết. Tất cả các pháp nó chỉ là một cái sự diễn hóa theo đầy đủ cái nhân duyên của nó mà nó hình thành. Cho nên không có cái tôi, cái ta nào ở đây để mà chúng ta vỗ ngực xưng tên, vỗ ngực xưng tên. Đó là cái ý nghĩa tại sao là giết người chết là vậy. Có nghĩa là nó phanh ra, phanh ra tất cả những cái này, nó chỉ là những cái thành phần cấu hợp, cấu hợp của danh pháp và sắc pháp, của những sự sự liên hệ, của duyên hệ, của duyên sinh mà thôi. Vì vậy trong một vài những trường hợp, ở trong những bài kinh đó, khi mà một số những vị tỳ khu còn là phàm phu á, các vị ấy có đôi lúc có cái tâm nghĩ quấy về ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, nói rằng là ngài cho ngài là bậc, coi như là ngài có cái biểu hiện, những cái lời nói ngài cho ngài là bậc giải thoát, bậc cao quý. Như vậy lời đó là cái lời coi như là đại ngôn. Thì sự việc đó trong một vài trường hợp cũng đã được trình bày đến Đức Thế Tôn. Ngài cho gọi ngài Xá Lợi Phất đến hỏi. Mà ngài Xá Lợi Phất đã đáp theo cái lối như sau. Ngài đáp theo cái ý nghĩa của sự vô ngã ở đây. Ngài đáp theo ý nghĩa của sự vô ngã ở đây. Ngài đáp theo cái ý nghĩa là khi mà một người đã nhận thức được cái nhân duyên của các pháp thì nó sẽ không còn những cái nguyên nhân nào của sự cấu uế. Thông qua cái sự trả lời đó cho thấy rằng cái ý nghĩa của tạng diệu pháp đó chính là chúng ta không tìm thấy một cái tự ngã, một cái linh hồn bất biến, một cái gì mà để mình đáng tự hào đó. Tất cả những pháp nó vận hành theo cái quy cách của nó. Cái quy cách của ác bất thiện pháp thì nó sẽ có đường lối tiến triển của nó. Và quy cách tiến triển hướng đến sự giải thoát của thiện pháp thì nó có cái phương cách và sự vận hành của pháp ấy. Đó là như vậy. Hơn nữa, đối với tạng diệu pháp này, thưa quý vị, nó làm cho hiển lộ, nó làm cho hiển lộ về bốn cái khả năng của trí tuệ. Hay chúng ta thường được nghe rằng gọi là bốn tuệ phân tích. Thường ở trong kinh tạng, khi mà nói đến bốn tuệ phân tích này, các vị muốn ám chỉ một cách trực tiếp là người đó là người đắc được thánh thánh quả giải thoát vô lậu, và đồng thời kèm theo bốn cái kỹ năng của trí tuệ,
4 kỹ năng của trí tuệ. Tuy nhiên nói như vậy, chúng ta nên hiểu rằng điều này mình không hiểu mà cũng sẽ dẫn đến cái sự cãi vã với nhau. Vậy thì trong trường hợp mà người mà chưa có thành tựu được thánh quả chẳng hạn, như vị Sayi Nagasena này lúc này chưa phải là một vị thánh, chưa phải là một vị thánh, thì vị ấy cũng học và có khả năng trí tuệ thuộc lòng, nhớ, ghi nhớ được pháp, biết được pháp đó, và khả năng về trí của vị ấy có thể suy tư, suy nghĩ, hiểu được cái ý nghĩa của pháp đó một cách rộng hoặc là hẹp. Và cũng như vị ấy đã làm cho hiện bày cái bốn cái khía cạnh này bằng cái cách là vị đó có thể dùng ngôn từ để mà trình bày rõ ràng, mạch lạc về ý nghĩa những điều mình đã được nghe, những điều mình đã suy tư, hiểu về ý nghĩa. Và vị ấy cũng đã tuyên bố với thầy của mình là có cái khả năng là sẽ đối đáp được, sẽ đối đáp được, không có chướng ngại. Không phải vị vua Minh Đá đâu, mà toàn tính luôn là các vị vua, như trường hợp của vua Milinda ở cõi Jambudvipa này. Thì như vậy chúng ta nên hiểu rằng là để tránh cái sự mà, bởi vì sư gặp cái tình trạng này rồi cho nên sư mới nói, sư mới nói các vị có sự lấn cấn với nhau ở vấn đề là khi nói đến tứ tuệ phân tích là chỉ có vị A-la-hán mới có thôi, còn những vị thánh quả thấp hoặc là phàm phu thì không có. Và một số những vị khác nói rằng là nếu như vậy thì những người đang tu học có được cũng bốn cái khả năng này, bốn cái phương diện này thì lúc đó như thế nào đó. Thưa quý vị, mình nên hiểu rằng trong lúc mà còn phàm phu á, cái sự luyện tập của trí tuệ của mình y cứ theo bốn phương diện này nó vẫn có chứ không phải là không, nhưng mà cái khả năng và sức mạnh của nó tùy theo cái đẳng cấp, tùy theo cái trạng thái nội tâm của vị đó mà nó mạnh hay nó yếu. Chẳng hạn sư nói ví dụ cái trí tuệ bốn phương diện này đối với người phàm phu mà nhiều phiền não á, bị phiền não thâm chiếm thường xuyên á, hay phóng dật, ít có sự tu tập, không có sự yên tịnh, thì nó sẽ yếu hơn người có nội tâm phiền não ít. Nó sẽ yếu hơn. Và người mà còn là phàm phu nhưng mà bốn cái khả năng này thì sẽ dĩ nhiên sẽ không bằng được, sẽ không bằng được cái vị mà có bốn cái khả năng này đối với một vị thánh dự lưu. Bởi vì vị đó ngoài bốn khả năng này nhưng mà dựa trên cái nội tâm của vị đó đã được giúp một vài những cái loại phiền não tuyệt kiết sử, phiền não kiết sử cơ bản, cho nên dĩ nhiên nó phát huy sức mạnh nó mạnh hơn, nó không bị trở ngại đó, nó không bị vướng nhiều hơn. Còn phàm phu thì còn đầy đủ hết, coi như là 10 pháp, cho nên đôi khi mình suy tư, mình phát huy cái sức mạnh của bốn cái pháp này nó không được trơn tru bằng cái người mà đã loại được một vài những cái khúc mắc, cái trở ngại ở trong tâm của mình đâu. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Và tương tự như vậy, so lên tới càng cao hơn ở mức độ vô lậu, không còn một cái cấu quế nào, dù là nhỏ nhất, dù là chút ít ở trong tâm, thì lúc bấy giờ bốn khả năng này được phát huy sức mạnh của nó vô cùng to lớn, bởi vì nó không còn chướng ngại gì nữa, nó không còn bị vô minh. Cho nên đôi lúc mình không hiểu, mình cứ một cái từ ngữ á, mà mình không có để ý đến cái bản chất của pháp đó, mình không có để ý cái bản chất của pháp đó, cứ cãi là cái phải nói bốn tuệ phân tích là phải có A-la-hán mới có, còn phàm phu thì không có gọi là bốn tuệ phân tích chẳng hạn, thì gọi bằng cái gì mà khi người ta vẫn có khả năng về trí tuệ về bốn lĩnh vực đó.
Cho nên đó là vấn đề mà mình phải phải nhận biết. Và ở đây thưa quý vị, khi nói đến tạng diệu pháp á, người nào học được là người đó tập luyện cho mình về bốn cái kỹ năng này. Bốn cái kỹ năng này, bốn kỹ năng gồm có thứ nhất là pháp vô ngại, pháp vô ngại. Thứ hai là nghĩa vô ngại, nghĩa vô ngại. Và thứ ba là thứ ba là từ ngữ vô ngại, từ ngữ vô ngại. Và cuối cùng là biện luận vô ngại, biện luận vô ngại. Đó, biện luận vô ngại. Vì vậy mà khi mà chúng ta học pháp nhiều quá, học pháp nhiều quá, nhất là học vi diệu pháp á, thì cái khả năng trí tuệ của mình về về bốn phương diện này nó sẽ tăng, nó sẽ tăng cái sức mạnh của nó. Pháp vô ngại có nghĩa là mình biết về cái ý nghĩa của bản chất của các pháp một cách rạch ròi. Khi nói đến pháp nào là mình biết pháp đó. Chẳng hạn khi nói đến sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ là mình hiểu là cái đó là cái gì. À, đó là cái gì. Hoặc là khi nói đến tham dục thì pháp đó nó là cái gì, pháp đó là cái gì, pháp đó nó là cái gì. Bởi vì tất cả những cái mà mình học ở trên phương diện về ngôn từ trong cái đời sống đó, thưa quý vị, nó không có thao túng được hết các pháp ở trong thế gian. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là chúng ta học trong cái lĩnh vực nào thuộc về phương diện về pháp á, thì mình chỉ biết về phương diện đó thôi. Nhưng mà khi mà nói đến tạng diệu pháp, cũng giống như là mình học được cái bản chất đằng sau của tất cả những cái bối cảnh cuộc sống. Cho nên được gọi là pháp vô ngại giải, biết được các pháp. Rồi thứ hai là nghĩa. Nghĩa có nghĩa là mình hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp đó, cái công dụng của pháp đó, rộng và hẹp, rộng và hẹp. Chẳng hạn sư nói hai cái này nó hơi lẫn lộn chút nếu mà mình không hiểu. Như thế nào gọi là pháp và như thế nào gọi là nghĩa. Chẳng hạn như khi nói đến sắc thần kinh nhãn đi, sắc thần kinh nhãn thì mình hiểu được đó là một cái pháp. Nó là cái tinh chất của tứ đại, nó là tinh chất của tứ đại, nó là một tinh chất của tứ đại. Thì cái đó gọi là sắc thần kinh nhãn, mình biết được cái pháp đó là như vậy. Và cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa là muốn nói đến là cái công dụng của pháp đó, thì sắc thần nhãn là có công dụng là nó thâu bắt được cảnh sắc, thâu bắt được cảnh sắc. Cho nên pháp và nghĩa là vậy đó, pháp và nghĩa là vậy đó. Chẳng hạn như khi mình nói đến tham dục mình hiểu được cái nguyên lý cốt lõi bản chất của tham, có nghĩa là cái sự bám níu, cái sự ham muốn, sự chấp giữ, đó là cái bản chất chung. Khi biết được cái pháp đó, biết được cái pháp đó thì gọi là pháp. Còn tâm tham thì nó hoạt động theo cái cơ cấu là khi đối với đối tượng năm dục thì gọi là tham dục, khi đối với đối tượng về cảnh sắc thì về thiền sắc giới thì gọi là ái sắc, và khi đối với đối tượng về thiền vô sắc thì trong trường hợp đó nó gọi là ái vô sắc. Hoặc là trong những lĩnh vực khác, cái người mà thích ăn thì người đó gọi là tham ăn người thích ngủ thì gọi là tham ngủ. Đó thì trường hợp đó được gọi là nghĩa, được gọi là nghĩa. Nghĩa tức là phân theo cái diện rộng, phân theo cái diện rộng, theo diện rộng. Còn từ vô ngại giải, từ vô ngại giải tức là vì đó có thể sử dụng cái ngôn ngữ để mà làm sáng tỏ ý nghĩa, để làm sáng tỏ ý nghĩa hiện bày của pháp đó, của pháp đó. Thì điều này không phải ai cũng có khả năng đâu thưa quý vị, không phải ai cũng có khả năng đâu. Cho nên có những vị ngộ lắm, có những vị ngộ lắm. Phật pháp thì các vị ấy biết, nhưng mà dùng từ ngữ để mà chuyển tải làm cho người hiểu á, thì
thì đó không có khả năng. Thì đó không có khả năng. Nó có cái chuyện này nữa, nó có chuyện nữa là do mình không có rèn luyện về từ từ để mà giải thích. Đôi lúc trong những vị pháp sư á, thưa quý vị, là các vị ấy nếu như mà mình siêng năng, mình để ý rằng là chúng ta đang luyện tập về khả năng từ để mà giải thích. Mới đầu mình chưa có làm được tốt, ai cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi, ai cũng mới đầu bập bẹ hoặc là giải thích về một pháp nào đó để mà làm sáng tỏ ý nghĩa, nó chưa có được rõ ràng lắm. Câu cứu thì nó không có, những cái lời mình nói nó không chưa có được rõ ràng, chưa có được minh bạch, và người khác người ta chưa có tiếp nhận được qua cái việc lắng nghe những cái lời giải thích của mình bằng ngôn từ. Thì điều này đó chính gọi là từ từ của ngài giải đó. Và cuối cùng mới là khả năng, kỹ năng thứ tư, kỹ năng thứ tư đó chính là biện luận. Biện luận thì khả năng biện luận đó, thưa quý vị, nó có thể được xếp cuối cùng là do bởi thông qua ba cái sự thuần thục trên, đó là ngoài việc vị đó phải hiểu rõ về các pháp, pháp nào pháp nào pháp nào, hiểu sâu sắc đầy đủ rộng hẹp về ý nghĩa của pháp đó, là hai, ngôn từ của vị ấy sử dụng một cách thiện xảo, lưu loát, dễ dàng đi vào trong lòng của người khác và làm cho người khác có thể tiếp nhận được cái lời giải thích một cách rõ ràng. Vị ấy còn có thêm một cái kỹ năng nữa, đó chính là nhạy bén trong việc ứng đối, nhạy bén trong việc ứng đối và bối cảnh. Thì đây là cái kỹ năng khó tìm, khó có. Cho nên trong trường hợp của các vị đều là pháp sư như nhau, đều là pháp sư như nhau. Thì mình nói thẳng vào trong cái trường hợp này đi. Kasina thì được xem như là ngài có cái kỹ năng nhạy bén về ứng đối. Ngoài việc đó ra thì dĩ nhiên chúng ta phải xét đến cái khía cạnh nhân duyên nữa, như ban đầu sư đã nói. Bởi vì trong cái tình huống đó cũng có rất nhiều những vị A-la-hán có tứ tuệ phân tích, chứ mà là không, nhưng mà bị thiếu cái yếu tố nhân duyên với nhau, bị thiếu yếu tố đó, chứ không phải là các ngài không có cái kỹ năng này. Rồi, đây là bốn cái khía cạnh kỹ năng khi mà việc học tập về Abhidhamma, thưa quý vị, Abhidhamma. Và ngài Rohana này đã nhìn thấy được cái khả năng trí tuệ của vị này, khả năng trí tuệ của vị này, cho nên ngài đã hướng dẫn cho vị ấy về tạng diệu pháp luôn. Và ở đây đề cập trong một khoảng thời gian ngắn thôi, vị ấy đã thuộc lòng, nắm bắt được những pháp mà thầy ghi nhớ được, những pháp mà thầy đã dạy, và suy tư về ý nghĩa của pháp đó. Sau đó vị ấy có khả năng có thể trình bày lại cho người khác một cách rõ ràng. Điều này cho chúng ta nhận thức được phần nào cái sự hiển lộ của bốn pháp phân tích, bốn tuệ phân tích ở đây. Rồi, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề cuối cùng do bởi còn là phàm phu, cho nên vị Sayyid Nagasena này đôi khi trong trường hợp mà mình có trí tuệ quá đó, vì thế đã nghĩ quấy hiểu vị thầy của mình, cho rằng là giáo pháp này có những phần đầu rất là tuyệt vời, nhưng mà thầy mình thật ra không có được sáng suốt, cho nên đã vô tình bỏ lỡ mất. Thì suy tư này đã được thầy tế độ là ngài Rohana này biết được tâm của vị này, biết là ngài nói là đừng có nghĩ quá như vậy. Điều đó đã làm cho vị Sayyid Nagasena kinh cảm, nghĩ rằng thầy của mình thật
Thật là vi diệu, thầy biết được cái suy nghĩ bậy bạ, kiểu giống như là lén lút nói xấu ở trong tâm á. Và vị ấy đã xin thôi, nhưng mà thầy Tế Độ ngài cũng là đã là bậc giải thoát mà, ngài có khả năng nhập thiền diệt mà, thưa quý vị. Chính vị này là vị lúc trước chúng ta quay trở lại một chút, là bị Chư Tạc là do bởi Chư Tăng đang hội ý để mà có Phật sự, có công việc của hội chúng, mà vị này đang nhập thiền diệt mà. Những người nhập thiền diệt là quý vị biết rồi, cái khả năng như thế nào mới có đủ khả năng bản lãnh để nhập thiền diệt, khả năng về trí, khả năng về thiền định, khả năng về thiền quán phải như thế nào. Cho nên cái việc biết tâm đó là gọi là tha tâm thông, chuyện nghĩa đơn giản thôi đối với ngài trưởng lão Rô. Thì sư nói một chút về về tha tâm thông. Hồi xưa đó, thưa quý vị, sư rất là sư có một thời gian sư tìm hiểu về ở trong Thanh Tịnh Đạo á. Trong Thanh Tịnh Đạo thì nói nhiều, có nói nhiều nhất thôi. Ngoài ra có một số những cái chỗ khác có đề cập, như những bản soạn thảo của ngài Thượng Tọa Chánh Minh nói về lộ nhập thông chẳng hạn, trong cái phần tâm lộ thì sư tìm nhiều những cái bởi vì lúc đó sư đang học đến các loại thần thông, lục thông, cho nên đi tìm những tài liệu để mà tham khảo hiểu biết về cụ thể hơn về các loại thần thông như thế nào. Thì quả thật thưa quý vị, một điều rất là vi diệu, mình không có chứng đắc thì mình không có hiểu rõ được, cho nên mình phải đi tìm tài liệu để mà mình đọc, mình hiểu theo cái khả năng của mình thôi. Nhưng mà phải nói rất lý thú. Ở trong một vài cái nơi giải thích, sau này sẽ đi qua bên Tiếng Điện ấy, thì ở trong trường thiền của ngài Pót, sư có cũng có được nghe trình bày đến một vài tài liệu nói về cái đó. Sư nghĩ chắc chú giải thôi, cũng nói về tha tâm thông, nói về tha tâm thông cũng hay. Thì đề cập rằng cái người luyện tha tâm thông đó, thưa quý vị, thì đó dĩ nhiên là phải chứng tối thiểu là đệ tứ thiền sát giới rồi, không những chứng đệ tứ mà vì đó không phải thiền xảo nữa kìa, thiền xảo trong các đề mục, thiền xảo trong các tầng thiền, muốn bỏ tầng thiền nào bỏ, nhảy bậc vượt cấp luôn cũng được. Chẳng hạn thông thường mình phải nhập sơ xong lên nhị, nhưng mà vì đó có được cái kỹ năng là từ sơ thiền mà vì đó nhảy thẳng lên tam thiền luôn, thuần thục tất cả đó đó, và cứ lên xuống ngược lại, tổng cộng theo mười mấy phương thức rất là rành rành rẽ về về thiền chứng. Và sau khi đó vị đó phải luyện tập bằng cách hướng tâm đến, tác ý đến cái sắc ý vật. Cái sắc ý vật, thưa quý vị, sắc ý vật, bởi vì cái sắc ý vật đó, đối với cõi đầy đủ ngũ uẩn chúng ta là cái chỗ nương của tâm thức, chỗ nương của tâm thức. Thông thường ở bên ngoài á, theo như y khoa á, thì người ta gọi là cái bộ não của mình, cái bộ não. Nhưng mà theo như trong kinh á, thì cái từ Pali gọi là Hādayavatthu, tức là sắc trái tim. Sau này phải nói rằng là để mà xác định cái gì là sắc ý vật, có thể được nói rằng chúng ta không xác định được rõ ràng, bởi vì y cứ vào cái điểm đầu tiên của sự tục sanh đó, thưa quý vị, ngay cái sát na tâm đầu tiên của tâm tục sanh nó đã hình thành ba cái loại sắc đầu tiên của một kiếp sống. Ở cái thời điểm tiên khởi nhất đó chính là sắc ý vật, sắc giới tính và sắc thần kinh thân. Sắc thần kinh thân à, tôi xin nhớ phải không ta? Đúng rồi, ba cái lớp bọn sắc đầu tiên nhất ở trong cuộc đời. Cho nên chúng ta biết rằng ngay cái sự tái sanh đầu tiên nó thật ra một cái sắc xuất hiện, nó đâu có trái tim đâu, thưa quý vị, nó có trái tim đâu, đâu có hình thù trái tim đâu, mà nó cũng chẳng có bộ não, nó cũng chẳng có tay chân, nó cũng chẳng có cái gì hết. Nó chỉ là một, ở trong kinh Đức Phật ngài giải thích là
Ngài nói rằng nó giống như cái hộp dầu mè nhỏ xíu thôi, giống như hộp dầu mè nhỏ xíu thôi, giống như một cái phôi á, một cái phôi nhỏ xíu thôi được hình thành. Và ngay cái phôi đó nó đã có chứa được ba cái loại sắc pháp đó: sắc thần kinh thân, sắc giới tính, sắc giới tính và sắc ý vật. Sắc ý vật ba cái loại này xuất hiện đầu tiên, chưa có sắc thần kinh nhãn, chưa có sắc thần kinh nhĩ, chưa có, chưa có. Vì vậy mà mình có thể hiểu rằng lúc đó đâu có trái tim đâu, lúc đó đâu có bộ não đâu, thưa quý vị, đâu có bộ não đâu. À, cho nên để mà xác định rõ ràng nhất về về sắc ý vật là chỗ nương của tâm đó, thật ra mà nói chúng ta không xác định được, chúng ta không xác định được. Và loại sắc ý vật này được xếp vào trong sắc vi tế. À, sắc vi tế tức là sắc mà không có được nhận biết bởi các giác quan, các giác quan xếp vào trong cái nhóm sắc vi tế, không nhận biết, không được nhận biết bởi 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 các giác quan đó. À, quay trở lại thì cái vị mà sau khi đã thuần thục được ngũ thiền sắc giới thiền xảo, vì đó phải tác ý đến cái sắc ý vật, nhìn thấy được sắc ý vật, và vị ấy để ý được cái màu thay đổi, cái màu thay đổi của cái sắc ý vật, cái chất móng, cái chất móng, thấy được cái chất móng, cái chất móng của cái sắc ý vật đó nó thay đổi, và tùy theo cái màu sắc của nó sẽ là biểu hiện chỗ nương lúc bấy giờ tâm đang là tâm loại nào. À, tâm đang là tâm loại nào? Tâm tham thì có màu khác nha, tâm sân màu khác, tâm si thì nó có màu khác, và tâm thiện nó có màu khác, tâm thiện nó có màu khác. Sau khi một khoảng thời gian mà đã thuần thục rồi thì vị đó không cần phải để ý đến cái đó nữa. Không cần để ý đến đến sắc ý vật nữa, mà vị ấy tác ý trực tiếp tâm biết tâm, tâm biết tâm. Từ đó nó nương lên những cái suy nghĩ, tâm tư, tư duy gì á, ra những cái thông tin, ra những cái thông tin gì giải mã, thì tiếp cận một cách trực tiếp luôn, tiếp cận một cách trực tiếp luôn. Đây là những gì mà sư biết được thôi. À, qua cái việc học tập và việc học từ một số những cái bản giải thích ở trong Thanh Tịnh Đạo, cũng như một vài nơi các vị đại trưởng lão cũng bị giải thích thôi. Chứ sư cũng nói là cái này không biết là có đúng hay không, hoặc là biết chắc hay không, bởi vì mình cũng đâu có chứng đắc được cái đó đâu, mình chưa có chứng đắc cái đó, mình sao mình biết rõ ràng được. Ừ, đó là như vậy. Vì vậy ở đây ngài ngài Tô Ná ngài biết được tâm của nghĩ quấy, tâm nghĩ quấy của vị sa di. Điều này á, thưa quý vị, sau này á, sư suy nghĩ sư thấy cũng hợp lý thôi, thưa quý vị, cũng hợp lý thôi, nó cũng đâu có gì đâu mà vô lý. Bởi vì con người của mình với nhau, mình sống với nhau, mình có thể nhìn được cái biểu hiện của sắc pháp, mà mình cũng phần nào mình đoán được tâm của người đó mà. Cho nên cái chuyện này mình thấy nó cũng phù hợp thôi, cũng phù hợp thôi. Anh nhìn thấy cái nét mặt của cô Nguyên Như chẳng hạn, hoặc cô Nguyên Trang, là có thể phần nào mình biết được lúc đó là đang thờ ơ lãnh đạm, hoặc là đang coi như là sân si, hay là đang chánh niệm tỉnh giác, hay là cái gì đó, hay mềm mại, đang nhu nhuyễn và sử dụng, nhìn cái biểu hiện của sắc đó, cái màu sắc của gương mặt chẳng hạn, mình cũng hiểu được. Cho nên đây cũng là vấn đề rất là thực tế, không có gì là mơ hồ hết, không có gì mơ hồ. Rồi thêm một chuyện thứ hai nữa, chắc sư nói xong là cũng cũng ngưng, là cũng vừa phải lẽ. Ta chúng ta thường hay nghe nói nhiều là tâm phàm thì không biết được tâm thánh. Ừ, tâm phàm không biết được tâm thánh, hoặc là tâm bậc thánh thấp không biết được tâm bậc thánh cao. Ừ, chẳng hạn. Thì điều này cần phải hiểu như thế nào? Ở đây muốn nói ám chỉ đến tâm thánh đạo với tâm thánh quả. Ừ, tâm đạo với tâm thánh quả. Chẳng hạn như ví dụ như một người phàm phu cũng đắc được tha tâm thông, cũng có khả năng là biết tâm người khác. Nhưng mà khi mà dò xét tâm của một cái ông tu đầu hoàng chẳng hạn đi,
thì người này có thể thấy được cái suy nghĩ của vị ấy. Nhưng mà cái lãnh vực về siêu thế pháp, về giải thoát pháp và những lậu hoặc tùy miên, lãnh vực của tùy miên, vị này có đã đoạn trừ được bao nhiêu rồi, còn bao nhiêu, cái đẳng cấp level của người này không biết là còn phàm giống như không, hay là còn thánh, hay là vị ấy đã là vị thánh rồi, thì điều này vị phàm phu mà sự tha tâm thông để rọi á, không có thấy, không biết được chuyện này thôi. Chứ còn suy nghĩ như thế nào thì vị đó cũng vẫn có khả năng biết được. Đừng nói chỉ có thần thông, kể cả những vị chư thiên thưa quý vị, có một số những vị chư thiên cũng có thần thông biết được tâm người khác, nhưng mà thần thông này không phải thần thông do tu tập mà có. Thần thông này là thần thông do phước sanh, thần thông do phước sanh. Cho nên có một vài những vị chư thiên, những vị thiên nhân vẫn biết được suy nghĩ của tâm tư của chúng sanh khác đang nghĩ cái gì ở trong đó. Nhưng mà nếu như mà chúng sanh mà vị chư thiên nó đang soi tâm á, đang rọi á, mà là một vị thánh tu đà hoàn chẳng hạn, thì cái vị chư thiên phàm phu đó không biết được cái chỗ đứng của vị này ở trong thế gian là cái gì. Chẳng hạn như mức tâm người này là còn phàm giống mình hay không, phải hay chăng, hoặc là người này đã còn bao nhiêu lậu hoặc, bao nhiêu lậu hoặc, và cảnh giới siêu thế pháp mà của vị ấy an trú, thì vị chư thiên này không, vị chư thiên phu này không chạm đến được, không chạm được. Cho nên chúng ta hiểu ở đây là thấp không biết cao, là biết ở cái chuyện này nè, biết cái chuyện này nè. Cái kỹ năng chứng đắc, lĩnh vực chứng đắc, phàm thánh, không biết thấp không biết được cao. Nhưng mà cao ngược lại thì biết được thấp, biết được. Chẳng hạn như vị tu đà hoàn biết rõ được, rọi được một cái người phàm phu, biết là ông này còn y chang 10 kiết sử. Ông này còn sự, ông này chưa, trong tâm ông này chưa có tâm đạo, chưa có tâm quả dự lưu, chưa có tâm quả dự lưu, ông này còn y chang, và ngang biết ngang hoặc là hơn biết hơn. Cho nên ở đây trường hợp ngài trưởng lão, ngài đã nhìn thấy được tâm của hai vị, đó là ngài Nagasena, khi mà ngài quán xét về những lời dạy của mình mà chứng đắc được quả dự lưu, cũng như người cư sĩ đó khi nghe thuyết giảng đã chứng đắc được cũng là quả dự lưu trước ngài Nagasena. Thì ngài trưởng lão lúc bấy giờ ngài biết được, hai người này đều thấy được pháp nhãn. Cho nên chúng ta phải nên hiểu được rằng thấy thấp không biết được cao là muốn nói đến tạo quả siêu thế, nói đến lãnh vực của pháp siêu thế, chứ không phải là nói đến cái suy nghĩ thông thường. Rồi, đó là như vậy thôi, tới đây thôi cũng vừa rồi, bởi vì thứ nhất là sư cũng hơi đừng, hôm qua sư đi đi về Sài Gòn vào buổi chiều, buổi sáng sư mắc giận mà mắc bận công việc trong lớp của chúng ta, cho nên sư không có đi buổi sáng được, đầu giờ chiều sư đi, mà không có được may mắn là hôm qua bị dính cơn mưa. Và quý vị biết đang trong cái bối cảnh mà thời tiết rất là oi bức ở Hồ Chí Minh City, nó oi bức mà đổ một cơn mưa xuống, phải nói là mình đi ở ngoài đường một cái cảm giác về thân nó khó chịu này. Ở trên thì nắng nhiều ngày, bụi bặm, những cái bất định của không khí nó ập xuống mình, rồi dưới hơi nóng nó bốc ngược trở lên, rồi nó làm cho thân mình nó sẽ sao. Cho nên hôm qua sư trốn hai lớp về mệt quá, mấy điện thoại nói trốn hai lớp room pháp cú sư bỏ, và room Buddha-dhamma sư cũng chấp nhận đau thương để mai mốt sư phụ tuệ siêu vô hồ quả thách. Nhưng mà sư có gửi lời nhắn rồi, nên nay cũng còn hơi, cái đà nó cũng còn hơi hơi lờ khờ chút. Thôi hôm nay lớp học chúng ta học tới đây thôi. Rồi bây giờ sư gửi mic này cho quý vị. Vavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba bhuta nupa
Abhidhara Sauti Pabang Tute Pabatu Sapa Mangalang Ratkang Tu Sapa De Bata Sapa Thamma Nupave Nasara Sauti Pabang Tute Pabatu Sapa Mangalang Ratkang Tu Sapa De Bata Sapa Sangka Nupave Nasara Sauti Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo Pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.